phi nhung giả chết là thật sẽ làm điều này sau khi xuất viện những ngày gần đây thông tin phi nhung giả chết tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội nhiều người còn gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu điều tra lại cái chết của phi nhung và bộ công an đã có cuộc triệu tập ca sĩ phi nhung lần này quyết không trốn tránh và ca sĩ phi nhung đã quyết định lộ diện tiết lộ toàn bộ sự việc giả chết của mình Ngoài ra Phi Nhung còn tiết lộ mình sẽ làm một việc mà trước đây chưa từng làm sau khi điều trị khỏi bệnh. Cụ thể đến việc mà Phi Nhung đang nói đến là gì thì xin mời quý vị và các bạn xem tiếp bản tin ngay sau đây. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất của Phi Nhung mỗi ngày nhé. Và cụ thể vào sáng nay phía gia đình đã có phản hồi về việc điều tra cái chết của ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, phía Phi Nhung cũng như quản lý đã thừa nhận việc Phi Nhung còn sống là sự thật. Hiện tại cô vẫn còn đang ở bên Mỹ để tiếp tục điều trị Covid-19. Và sau khi khỏi bệnh, cô sẽ quay trở về Việt Nam để tiếp nhận điều tra của cơ quan. Trả lời với Bộ Công an phía Phi Nhung cho biết, ban đầu vì thấy lầm sầm ăn chặn tiền cát xe của Hồ Văn Cường quá lớn, lại thêm áp lực từ bà Nguyễn Phương Hằng và sự dùng ép quá mức của cộng đồng mạng, khiến phía gia đình Phi Nhung đã nảy ra kịch bản giải chết. Phía gia đình và quản lý của Phi Nhung đã quyết định sẽ âm thầm đưa Phi Nhung sang Mỹ bằng chuyến bay cấp tốc vào hồi tháng 8. Sau đó thì làm giả bạn cáo phó và đám tang để qua mắt dư luận. Những tưởng mọi chuyện sẽ hoàn toàn suôn sẻ tuy nhiên lại bị bại lộ quá sớm và Phi Nhung đã quyết định không thể giấu thêm được nữa. Phải tiết lộ mọi chuyện với người hâm mộ và truyền thông. Ngoài ra Phi Nhung cũng cho biết sau khi điều trị khỏi bệnh tại Mỹ, cô sẽ tự giả nghề nghiệp và chọn con đường nương nhờ cửa Phật vì cảm thấy những thị phi mà mình đã gây ra quá lớn. Cô hy vọng khán giả có thể hiểu cho sự lựa chọn của mình và vẫn luôn yêu mến cô với cái tên ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung luôn được hàng triệu người yêu mến vì cô là nữ ca sĩ Việt Nam chuyên hát các dòng nhạc đồng quê trữ tình. Cô được xem như là một trong những ca sĩ hàng đầu Việt Nam với mức cá xê cao ngất ngưởng. Phi Nhung bắt đầu nổi tiếng từ những ngày còn đi hát tại các sân khấu hải ngoại hiện tại phía phi nhung cũng chưa có thông báo gì thêm về cuộc làm việc với cơ quan điều tra chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn nhiều thông tin hơn về phi nhung trong bản tin sau